Triển lãm máy móc thiết bị ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam VMOX 2024 đã khai mạc tại cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia NECC Hà Nội. Triển lãm trưng bày các máy móc và thiết bị chuyên dụng từ các giải pháp tự động hóa quy trình sản xuất đến các hệ thống giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị trong và ngoài nước mang đến một không gian đầy ấn tượng, quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng hải và đóng tàu, giới thiệu các sản phẩm từ thiết bị máy móc, chế tạo tàu đến các dịch vụ hỗ trợ ngành. VMOX 2024 kỳ vọng sẽ đón hơn 5.000 lượt khách tham quan. Điểm nổi bật của sự kiện năm nay là sự kết hợp cùng với triển lãm Điện gió ngoài khơi Việt Nam 2024 tạo nên một không gian hội tụ đột phá cho các doanh nghiệp và chuyên gia trong việc thúc đẩy công nghệ xanh và mở ra những triển vọng giữa hai lĩnh vực trọng điểm này. Trong khuôn khổ triển lãm, hội nghị và hội thảo chuyên ngành còn là diễn đàn chuyên sâu để các chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng trao đổi về những vấn đề trọng yếu, từ xu hướng xanh cho ngành hàng hải và đóng tàu đến tiềm năng đầy hứa hẹn của điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.